Xin chào mọi người, mình là Ly. Mình tên là Jun. Tên quán là Tâm Ma Ư Thành Trăng Kê Trần. Quán này là cũng rất là nổi tiếng. Lên TV mấy lần rồi. Chào bác nha. No. 재밌어. À ok, hôm nay hai đứa mình đi ăn ghẹ ngâm tương Hàn Quốc, thanh đăng kê chẳng. 나는 김치. Thì cái món này nó như thế nào, nhiều người thấy nó rất là khó ăn á, bởi vì tương cua là cua sống. Cua sống xong rồi các bạn họ người ta sẽ chế biến bằng cách là ngâm trong nước tương. Và ngày xưa là người ta ngâm muối, mà bây giờ thì người ta ngâm nước tương để cho cái cua nó có vị ngọt hơn. Thì như các bạn hay coi phim á, mấy cái phim như là Vì Sao Đưa Anh Tới nào, là Thực Thần rồi Thứ Kiếp Kim này kia, thì có mấy cái cảnh mà ăn ghẹ ngâm tương á. Cái này là một con nè, là người ta đã bẻ sẵn cái gạch cua cho mình hết rồi. À, người ta đã bẻ cho mình chỉ cần ăn thôi. Chỉ gọi mà một con này thì có giá là 400.000 Việt Nam, là 20.000 won. Khá là mắc. Cái miếng cua nó như vậy, gạch rất là nhiều luôn. Để người ta chọn cua rất là kỹ, phải là những con cua mà mập mạp và với lại có gạch nhiều thì mới làm được cái món này. Thịt măng. 그렇게 하는 거 아니지. 이렇게 하는 거죠. 그다음에 이거를 빨아. 아, 낭 ra. À, cái này là kiểu có phim mà thấy người ta ăn kiểu này nè. Trộn cơm vào cái gạch cua này. Ăn cái cái bắp bắp cũng được đấy. Bò. Ok nhá. No 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 no. Ngon lắm luôn á. Ai mà ăn được đồ sống là món này là nhất luôn á. Trời ơi, cảm giác từng thớ cua. Bạn rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thank you.
ăn sạch sẽ luôn. Ăn sạch sẽ luôn. Thì video đi ăn cua ngâm tương ngày hôm nay đó là kết thúc. Các bạn thích cái video này nhớ like và subscribe cho hai đứa mình nha. Nhân xin chào. Xin chào măng nó.